quý vị và các bạn, trong bất kỳ thời điểm lịch sử nào, dù xã hội có phát triển và đổi thay, tôn sư trọng đạo vẫn là một truyền thống, một nét đẹp trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vai trò của người thầy luôn được đề cao và coi trọng, hình ảnh của người thầy giáo luôn tiêu biểu trong mọi tầng lớp của xã hội và nghề giáo được thừa nhận là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống văn hóa ngàn đời của người dân Việt Nam, được coi là một trong những tình cảm thiêng liêng của con người. Khi xưa dưới chế độ phong kiến cùng những ảnh hưởng của Nho giáo, tôn sư trọng đạo là một trong những thước đo để đánh giá nhân phẩm, đạo đức của kẻ sĩ đọc sách thánh hiền. Trong ba vị trí đặc biệt quan trọng của xã hội Việt xưa, quân, sư, phụ, thì thầy chỉ đứng sau vua và trên cả cha mẹ. Vai trò của người thầy được khẳng định qua ca dao tục ngữ: không thầy đố mày làm nên, công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Thầy là người được xã hội đặc biệt coi trọng và tôn vinh, là người mà nhân dân gửi gắm niềm tin giúp con em họ học hành mà thành tài. Thầy giáo là biểu tượng thiêng liêng cho sự học, là khuôn vàng thước ngọc của đạo đức, nhân cách để học trò noi theo, để trở thành người có đức, có nhân, có tài, đứng ra giúp nước. Đạo lý thầy trò là một trong những đạo lý thiêng liêng nhất của con người, cũng như đạo trung của dân với nước và đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ. Đạo lý thầy trò góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc và cốt cách con người Việt Nam. Tôi hạnh phúc khi mà được học trò của mình tin yêu, kính trọng, được các bậc phụ huynh tin tưởng và các thế hệ học trò của mình sau này ra đời có những cái đóng góp to lớn cho xã hội. Và dù các em ở một cái vai trò nào, ở một vị trí nào, thì các em cũng luôn nhớ về thầy cô. Thì đó là một cái điều may mắn nhất đối với người làm nghề nhà giáo. Truyền thống tôn sư trọng đạo còn phải được giữ gìn và phát huy. Bởi vì cái truyền thống này là nó đã có từ rất là xa xưa rồi. Và đây là một truyền thống tốt đẹp. Nếu cha mẹ cho chúng ta sự sống thì thầy cô là người cho chúng ta tri thức và một cách sống rất là đàng hoàng, tử tế. Chính vì vậy, điều đó rất là đúng, bởi vì là thầy cô là người có vai trò rất lớn trong cái việc là truyền đạo tri thức cũng như là dạy dỗ chúng em. Nên là bản thân em nói riêng cũng như là các bạn học sinh nói chung thì đều rất là yêu quý và kính trọng thầy cô. Trong đời sống hàng ngày thì chúng em cũng đã cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để đền đáp lại cái công lao to lớn đó của thầy cô. Người thầy được xã hội tôn vinh, nhưng trọng trách mà xã hội đặt ra cho người thầy cũng hết sức nặng nề. Trò không ngừng học, người thầy cũng phải không ngừng tự làm mới mình để đủ sức khai sáng, khơi nguồn cho thế hệ trẻ theo đà tiến bộ của văn hóa xã hội và khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong xã hội ngày nay, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều yếu tố hiện đại, tiện ích có thể tham gia vào quá trình giáo dục con người, nhưng vẫn không gì có thể thay thế được vị trí đặc biệt quan trọng của thầy cô giáo. Bởi lẽ, dù xã hội có phát triển như thế nào đi nữa, người thầy vẫn luôn là biểu tượng cho nhân cách, chuẩn mực đạo đức và là người truyền vào tâm hồn học trò những điều tốt đẹp, gieo mầm thiện để nhân lên những điều thiện trong tâm căn mỗi học trò. Thầy là người truyền lửa ham học cho học trò, khơi lên trong các em những ước mơ, hoài bão để thổi bùng lên những khát vọng cao đẹp trong tương lai, là người định hướng tri thức để học trò khám phá, tìm tòi tri thức. Để làm được những điều đó, khi xã hội phát triển, khoa học công nghệ đạt được những thành tựu to lớn, người thầy càng phải không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để bắt kịp với thời đại, đáp ứng được những nhu cầu đổi mới cũng như học tập ngày càng cao của học sinh. Chính vì thế, truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội ngày nay không khác xưa là mấy, vẫn vẹn nguyên giá trị về sự kính trọng người thầy, coi trọng sự học. Tuy nhiên, việc kính yêu, biết ơn thầy cô giáo ngày nay cũng có phần thay đổi so với xưa kia. Khoảng cách giữa thầy và trò đã gần gũi, thân thiện hơn, không còn bị chi phối bởi những giáo lý nghiêm ngặt như trong xã hội xưa.
Những quy định về lễ nghĩa giúp học trò có thể thể hiện sự kính trọng thầy cô bằng nhiều cách khác nhau. Điều tuyệt vời nhất mà chúng em chỉ có thể làm để dành tặng các thầy cô giáo đó là ra sức thi đua, học tập rèn luyện để trở thành những con người có ích cho xã hội. Phải luôn biết tự vươn lên, tự phấn đấu để vượt qua bản thân mình. Ngày 20 tháng 11 là một dịp để chúng em có thể tri ân thầy cô, là một dịp chúng em có thể đến tận nhà thầy cô chơi hoặc gửi tặng những thầy cô các món quà để làm kỷ niệm. Và lúc đó thì chúng em có thể nhớ đến ngày này, một ngày đặc biệt, và chúng em cũng có thể chụp những bức hình với thầy cô, và sau này khi chúng em ra trường, chúng em nhớ lại thì đó là những cái kỷ niệm quý giá nhất mà chúng em còn đọng lại khi là thời sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, tôn sư trọng đạo là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay. Trải qua thời gian, dù xã hội có phát triển và đổi thay, thì truyền thống ấy vẫn là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Trong xã hội xưa và nay, tôn sư trọng đạo có gì khác nhau? Trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Phạm Hồng Ngự, trưởng khoa toán trường Đại học Quảng Nam cùng trò chuyện về chủ đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, chào cô. Rất là vui được gặp cô trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa cô thì là một giáo viên nhưng cô cũng từng là một học sinh. Thì cái cảm nhận của cô như thế nào về cái chữ tôn sư trọng đạo? Hiện nay thì mình vẫn nghĩ rằng là tôn sư trọng đạo là một trong những truyền thống rất là tốt đẹp của Việt Nam mình, và cái giá trị của chữ tôn sư trọng đạo nó vẫn còn mãi theo thời gian. Vâng, thưa cô, cái tình thầy trò là một cái tình cảm rất là thiêng liêng trong cuộc sống, thì cô có thể chia sẻ thêm đôi điều về cái tình thầy trò? Đúng như là lời chị nói thì cái tình thầy trò là một trong những cái tình cảm thiêng liêng mà ở đây có thể xác lập mối quan hệ giữa thầy và trò. Trong đó thầy sẽ là người mà truyền thụ kiến thức bằng tất cả lòng yêu thương của mình cho đến thế hệ học trò, và học trò sẽ là những người tiếp thu và lĩnh hội những tri thức của thầy giáo. Và cái tình cảm thầy trò này là cái sự gắn bó yêu thương giữa hai cái thế hệ. Vậy thầy cô thì cái tình cảm của thầy trò ngày xưa và ngày nay có gì khác nhau không ạ? Câu hỏi này cũng rất là thú vị. Ở chỗ là thực ra thì cái tình cảm thầy trò thì xưa và nay theo mình vẫn là như nhau. Tuy nhiên là khi mà xã hội phát triển thì có nhiều sự thay đổi, trong đó cái mối quan hệ giữa thầy và trò nó cũng thay đổi, cho nên cũng sẽ có những cái biểu hiện giữa người thầy và trò xưa và nay nó khác nhau. Trước đây thì trò cũng rất là kính yêu thầy, tuy nhiên là giữa thầy và trò thì nó sẽ có một khoảng cách nhất định. Người trò sẽ thường mình sẽ gặp những người trò rất là lễ phép, bản lãng, không có dám tiến lại gần. Tuy nhiên hiện nay thì cũng sẽ phát triển một nguyện tin, xã hội nó phát triển nhiều thì cuộc mối quan hệ giữa thầy và trò nó trở nên gần gũi hơn. Người trò có gọi là cái tính dân chủ hơn, có thể dễ dàng chia sẻ những cái suy nghĩ, cảm nghĩ của mình với thầy cô giáo hơn. Vậy thưa cô thì hiện nay có một số hiện tượng là học sinh hay hỗn hợp với thầy cô giáo. Thầy cô giảng bài thì có biểu hiện không đồng tình, không còn răm rắp nghe theo như khi xưa nữa. Phải chăng sự tôn sư trọng đạo mà chúng ta thường vẫn đề cao đã có sự thay đổi, và thật sự đã có sự thay đổi như thế nào? Đúng là gần đây thì có một số cái hiện tượng xã hội mà chúng ta có thể nhìn thấy trên các mạng xã hội về cái mối quan hệ không tốt giữa thầy và trò. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái xã hội này thì nghề giáo hiện nay đang có quá nhiều sự quan tâm, và khi mà có quá nhiều sự quan tâm thì nó cũng gây những cái áp lực nhất định cho người giáo viên, và hơn nữa là mối quan hệ giữa giáo viên học trò thì nó gần gũi quá, cho nên cái sự dân chủ đôi khi có một số học sinh thì lạm dụng cái sự dân chủ đó mà có những cái biểu hiện như là không nghe lời giáo viên hoặc là cãi lại lời thầy cô. Thì đây cũng là một trong những cái mà mình nghĩ là bản thân không chỉ là các thầy cô giáo trong lĩnh vực giáo dục mà phải có sự đồng bộ của xã hội, của gia đình cùng chung tay để có thể là dạy dỗ và định hướng cho các con. Có nghĩa là các con vẫn nhìn thấy được là mối quan hệ thầy cô rất là gần gũi, nhưng cũng có một sự khoảng cách nhất định, vẫn phải có sự tôn trọng giữa người học trò đối với thầy cô giáo mình,
thì những cái bạn mà có nhận thức như vậy thì mới có thể thành công trong công việc được. Dạ vâng, thì nhưng mà theo cô thì cái nguyên nhân nào để dẫn đến cái sự việc như thế này? Mình nghĩ rằng là có khá nhiều nguyên nhân. Tất nhiên là cũng sẽ có một số cái thầy cô giáo đôi khi trong giao tiếp, trong sinh hoạt có những lời lẽ, hoặc là trong lúc mà có chỉ một chút thôi người ta nóng giận như thế nào, nó có một cái lời nói cử chỉ nó không đúng. Tuy nhiên cùng với mạng xã hội, cùng với có quá nhiều phương tiện truyền thông, bây giờ chúng ta chỉ cần một cái máy ghi âm hoặc là một cái máy chụp ảnh quay phim, thì cái hình ảnh mà ghi lại được đó, thì mình đưa lên mạng xã hội và người ngoài không nghe thấu hiểu được cả một câu chuyện dài, nó đẩy cái mối phức tạp này nó đi xa quá, nó làm cho đó là một khía cạnh thôi. Ngoài ra thì cũng có nhiều cái khía cạnh khác nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thầy và trò. Vâng, thưa cô, thì trước khi chương trình kết thúc, cô có những cái thông điệp nào gửi đến các học sinh cũng như các bạn đồng nghiệp đang công tác trong ngành? Nhân dịp ngày 20 tháng 1 thì bản thân tôi là học trò cũ, cũng đang là giáo viên, thì đầu tiên sẽ rất là cảm ơn các bạn sinh viên cũng như tất cả các thầy cô đã lựa chọn cái ngành nghề này để làm cái nghiệp cho mình. Với cái bối cảnh xã hội hiện nay thì cùng với sự đổi mới của giáo dục thì người giáo viên hiện nay và trong tương lai sẽ có rất là nhiều khó khăn và thử thách để có thể mà đưa được cái mục tiêu đổi mới giáo dục của Việt Nam chúng ta thành công được. Cho nên là sau cái lời cảm ơn đó, tôi xin gửi lời chúc tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên đang lựa chọn cái nghề nghiệp giáo viên trong tương lai này một mùa hiến chương thật là ý nghĩa và hạnh phúc. Vâng, chúng tôi cũng rất là cảm ơn cô và kính chúc cô có một mùa hiến chương thật là vui vẻ và hạnh phúc. Là nhà giáo, dù giảng dạy ở cấp học nào thì cũng đã từng là học trò trước khi bước lên bục giảng. Nhờ có công lao của bao thế hệ thầy cô giáo mới có thế hệ nhà giáo hôm nay. Trọng thầy mới được làm thầy. Nếu để mất đi sự kính trọng đó thì phải tự trách mình trước. Kính thầy không chỉ vì ta học được ở thầy một chữ hay nửa chữ ấy. Kính thầy vì ta học được cả tư cách, phong thái, tinh thần, đạo đức của thầy. Vì thế, trước khi học đạo làm thầy, ta hãy giữ lấy đạo làm trò. Trò kính thầy, trọng thầy vì thầy đã dạy cho trò đạo làm người. Cho em bài học ấy, mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Như thế, nét đẹp truyền thống tôn sư trọng đạo đã có từ ngàn xưa và được bảo tồn cho đến ngày nay. Nét đẹp ấy đã được các thế hệ người Việt Nam chúng ta kế thừa, vun đắp, phát huy bằng những thể hiện trong các chủ trương chung cũng như trong những việc làm cụ thể thường ngày. Chương trình Kiến thức cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này trong những chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.